Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện mà Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi gặp nàng trong một chiều không nắng không mưa, giữa một tiệm trang sức không lớn không nhỏ, của một phố trung tâm châu thành Sài Gòn. Thoạt đầu tiên, tôi chẳng phân biệt được nàng là chủ hay là khách mua như tôi. Nàng có cái vẻ ngoài khinh đời của một cô gái bán hàng quý phái. Mần công chuyện một cách tài tử và chỉ cần đứng dựa một cách duyên dáng vào tủ hàng là đủ chào đón bằng cả vạn lời mời mọc. Ngày xưa, nàng Kiều chỉ thoạt gặp Từ Hải một lần cũng biết ngay chàng là một tay hữu dũng vô mưu. Ngày nay, chỉ thoạt nhìn nàng với chút tài mọn, tôi cũng đoán ngay là tôi đang đứng trước một đối thủ tài sắc có thừa. Xong, khi buổi gặp đầu tiên ấy sắp kết liễu trong một phòng giải khát, tôi tạm dùng danh từ phòng giải khát cho lịch sự. Vì thật ra đây chỉ là một hiệu kem, thì nàng đã có nhã ý tâm sự với tôi về gia cảnh của nàng. Em lẽ ra đâu có phải đi mần cực khổ như thế này. Nếu em cố theo học, thì năm vừa rồi em đã thi tú tài phần thứ nhất rồi đấy. Vì hồi đó là do em học mà em phá quá, thành ra học kém hết sức. Nàng cười, cặp môi hồng của nàng hé nở, để lộ một hàm răng trắng như ngà trên muỗng kem tươi màu xanh nhạt. Tôi tưởng như trước nụ cười hồn nhiên ấy, cây thước kẻ bằng gỗ lim của một ông dáng già cằn cỗi nhất thế giới cũng phải nở vội một đóa hoa hồng. Sang bữa tiệc ra mắt ấy, đại khái những điều tôi được biết về đời tư của nàng có thể tóm tắt sau đây. Nàng tên là Mary, Mary Nguyễn Hữu Hình, chứ không phải là Mary Xến. Nàng là dân Tây, con của ông Hội Đồng Huỳnh ở Bạc Liêu, ai cũng biết tiếng. Nàng chừng 20 tuổi, về Sài Gòn ở với bà dì, nhất định kiếm việc làm để nuôi thân, không chịu lụy mẹ ghẻ. Vì ông Hội Đồng có vợ bé, mẹ nàng đã mất từ sớm. Nàng rất ít giải trí, đi làm ngày hai buổi về, lại giặt quần áo, phơi khô và ủi. Nàng rất sợ mang tai tiếng khi đi chơi với những người trai lạ. Đêm ấy tôi về trong con ngõ hẹp, nằm nhìn sao trên mái nhà và mơ mãi đến nàng. Hình ảnh cô gái Việt vui vẻ một cách rất tây phương hồn nhiên hiện ra trước mắt tôi, trong sạch cao thượng đến có thể nghi chắc chắn chẳng bao giờ có thật. Như những cô gái vai chính trong các chuyện tình cảm do các văn sĩ được dựa viết ký tên cô nọ cô kia, tôi nghĩ nhiều nhất về Mary như nàng là con gái của một ông nhà giàu miền Hậu Giang, có những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Học thức, nàng có thể nói tiếng Pháp toàn bằng tăng présent và chỉ có thể bằng tăng présent. Nàng biết các ông Voltaire, Molière là người Pháp và các ông Khổng Tử, Tưởng Giới Thạch là người Tàu. Song duyên dáng nhất là nàng có thể hồn nhiên đòi bạn mua tặng nàng một vật kỷ niệm gì đó trong một buổi đi dạo đường tự do. Ngây thơ như một cô em gái. Anh ơi, mua cho em cái kiến xét này đi, chỉ có 700 đồng thôi anh ạ. À, nàng ít đi chơi, ít bạn trai và ham làm việc nhà. Trong những lần gặp gỡ về sau, tôi nhận thấy nàng có đủ 10 móng tay dài cong vút, son tô và sửa soạn rất đàng hoàng. Còn bạn trai thì chạm trán khỏi phải kể. Thật vô ý quá, tôi quên chưa tả hình dáng nàng và khía cạnh của nhan sắc nàng. Nàng khoảng chừng 20 tuổi, điều ấy thì tôi đã kể và chắc chắn là các bạn đã biết. Người tầm thước, mập một cách nhẹ nhàng và nhỏ nhắn nhưng có da có thịt, nghĩa là nàng không có choán nhiều chỗ quá trên hè phố Bona trong một sớm Chúa Nhật đông người tản bộ, và cũng không là một bộ xương cứu chúa trên Vũng Tàu trong một ngày nghỉ hè. Thế rồi một buổi chiều chuyện phải đến cũng đã đến. Thế nàng làm ăn một cách tài tử như thế, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên mấy. Khi nàng thất nghiệp lang thang trên vỉa hè và những chuyện tôi nghi ngờ về thành phần quý phái của nàng trở thành sự thật khi nàng tâm sự lần thứ mười mấy với tôi về gia cảnh của nàng. Nàng tuy trẻ như vậy nhưng đã là gái có chồng và là mẹ của một đứa con gái 12 tháng. Nàng chỉ có họ xa với những ông nghiệp chủ ở Bạc Liêu, vì thật ra mẹ nàng là một người đi ở mướn
và cha nàng là một ông Tây Được, mà gia phả không có khai rõ. Nàng sống với anh chồng, một chú, một cậu chồng non thì đúng hơn, vì gã thanh niên trai trai mới lớn đó cũng chỉ bằng tuổi nàng. Gã là con nhà giàu, sở dĩ nàng quen gã nọ là vì nàng ôm mộng trở thành một nữ ca sĩ, hát trên sân khấu tân nhạc, và tin rằng gã có thể nâng đỡ được nàng. Cặp vợ chồng trẻ ấy mướn một căn lầu ở riêng với nhau, và mỗi lần gặp, họ rong chơi. Người hay coi hát bóng có thể tưởng tượng như đó là cặp vợ chồng Shirley Temple và John Agar của Hollywood. Chàng trai mới lớn nọ chẳng phải học hành mà cũng chẳng phải làm ăn gì. Mỗi tháng lĩnh lương của bố mẹ để gác cửa cine. Chàng chỉ biết có ăn chơi và tìm hiểu sự đời trong những khoái lạc vật chất như những cậu con nhà giàu khác. Họ sống với nhau đến 2 năm trời. Cho đến lúc nàng có con thì ông bà nhà giàu kia mới rõ chuyện và lập tức nhốt đứa con trai hư hỏng ở nhà để cưới vợ. Bất ngờ tình, chân bán hàng ở cửa tiệm Kim Hoàn quen với chồng nàng cũng mất luôn. Mary bắt đầu sống một cuộc đời của một cô gái bơ vơ, có con thơ, có nhan sắc và lẳng lơ giữa một châu thành hoa lệ. Rồi một đêm vui cuối năm, tôi lại gặp nàng trên pít nhảy khi ban nhạc Phi Luật Tân đang chơi một bản tango bolero mùi mẫn. Mary đêm nay vẫn là Mary năm xưa, vẫn nhỏ nhắn nhưng có da có thịt, duyên dáng như ngày nào bán hàng một cách tài tử ở tiệm Kim Hoàn nọ. Song môi nàng đã nhạt màu tươi, và đôi mắt trước kia tình tứ của nàng nay đã thoáng buồn thì như tràn căm giận, và khi lẳng lơ thì gần như đĩ thoã. Nàng mặc một chiếc áo gấm Thượng Hải hạng đắt tiền, màu lam thẩm của chiếc áo ăn nhập với màu phấn son tô đậm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hao hao, giống như khuôn mặt của nữ tài tử Jean Allison. Lần tái ngộ này khác với lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi phải trả 100 đồng để nàng ngồi nói chuyện với tôi trong khoảng 60 phút đồng hồ. 3 giờ sáng anh lại đón em về nghe. Bây giờ để em ra tiếp thằng cha kia, đêm nay nó có hẹn mua cho em một món quà. Em chờ anh đó nhớ không? Nàng dì tay tôi như vậy khi một ông khách trạc ngoại ngũ tuần, bận một bộ com lê xám nhạt, có vẻ mặt đàng điếm của một tay ăn chơi già bước vào vũ trường. Tôi bước ra, ánh điện của những dòng chữ neon trên đầu tôi tắt đi, nức nở theo điệu nhạc. Bất giác tôi nhớ đến đứa con gái nhỏ của Mary, đứa bé có đôi mắt trong đen như mẹ nó, với cái tên thật đẹp, Công Tôn Nữ Ngọc Giao, khai trên khai xanh hẳn hoi, nhưng chỉ là một sinh vật vô danh, vô thừa nhận ngoài cái gia tài vĩ đại của dòng họ bố nó. Tôi nhìn đôi mắt đẹp của nàng mơ màng giữa ánh đèn huyền ảo, sau làn khói thuốc thoảng nhẹ màu xanh, mà chợt tìm thấy nguyên do bí mật giải thích sự đắt khách của người vũ nữ này trong tiệm nhảy. Thiên hạ trong số đó có cả tôi, chỉ chết mê chết mệt vì cái vẻ buồn này. Nhan sắc kín đáo của một người đàn bà đã trưởng thành và chưa biết là bất chợt sẽ hết thời xuân vào lúc nào, nhưng chính vì điều kiện nhất định ấy nên lại càng thúc đẩy những kẻ yêu hoa tranh nhau nâng niu và thưởng thức. Lẽ cố nhiên là sắc đẹp của nàng sẽ không còn tồn tại bao nhiêu lâu nữa, vì cứ bông hoa nào lại chẳng chóng tàn, cứ phải trưng bày mãi trong cái ánh đèn, trong khói thuốc, trong những âm thanh cuồng loạn như thế này. Đêm này qua đêm khác, nhất là đó lại là những bông hoa biết nói, một loại hoa mảnh mai nhất trong tất cả các loại hoa. Nói đến vũ nữ nghĩa là nói đến cava, cave, ca nhè, đến taxi gước, đến dân nhà nhót, vân vân, tùy theo ý bạn muốn. Chán hẳn hình ảnh của một nàng điệu bộ lẳng lơ, nhún nhảy, mắt đa tình, môi đỏ chót, cười cợt hiện ra ngay trước mắt bạn. Nhưng riêng nàng thì không thế. Nàng đây thuộc vào cái thành phần rất ít các trường vũ nữ u buồn mà sống được trong các vũ trường. Nàng đang ngồi chung bàn với tôi, lặng lẽ rít thuốc lá Graven, dáng điệu quý phái như một bà hoàng phi lạc lõng giữa chợ đời ô chọc. Nàng ít nói ít cười, nhưng cái ít đây không phải là không bao giờ nói, không bao giờ cười. Nàng biết giữ vẻ trầm tĩnh, lặng lẽ như một cái bóng khi bạn suy tính một việc gì, và cũng luôn luôn nở một nụ cười vui đón tiếp những câu khôi hài của bạn. Song nét buồn vạn cổ thì như không bao giờ chịu mất trong đôi mắt ấy. Thế rồi vì cái trạng thái tâm hồn phức tạp của những kẻ đi tìm vui giữa những bức tường máu của đêm Sài Gòn, người ta lại cứ tranh nhau mời nàng ngồi bàn, để hòng đem lại một chút vui
cho nàng, cho kẻ lẽ ra phải đem lại vui cho họ. Tôi mời nàng nhảy một bản. Với nàng, nhảy nhiều hay là ngồi chơi suốt giờ chẳng phải là một vấn đề. Nàng không bao giờ cằn nhằn hay tỏ vẻ khó chịu khi nàng phải một mình ngồi bàn với ba bốn mạng khách trẻ đều thích nhảy. Lẽ tất nhiên, với bọn đi nhảy gạo mà ít tiền như bọn tôi, nhiều khi ba bốn mạng đi chung mà chỉ mời có một em ngồi bàn để tiết kiệm tiền. Và như vậy, cô em không may đó sẽ bị chuyển tay mà đi giá cẳng. Ban nhạc Philippines chơi một bản slow, bậc đàn anh cầm clarinette, đơn phương độc mã solo một đoạn nghe mùi đứt ruột. Bàn tay thon nhỏ của nàng nằm êm trong tay tôi, không dơ một chút mồ hôi nào. Có ai đi nhảy mà mê được những vũ nữ phong thấp, hai tay nhem nhép những mồ hôi. Tôi đưa nàng đi, êm và nhẹ như một cánh lá bay trong gió thu. Nhạc như thế đấy, người đẹp như thế này. Bầu thủy tinh rọi cả trăm điểm sáng long lanh trong gian phòng tranh tối tranh sáng một cách mơ màng. Vũ trụ ngắn dài chỉ còn vòn vẹn dài ngắn theo những gót chân êm và chân anh. Thôi, làm gì mà chẳng quên hết sự đời, làm gì mà đêm đêm nằm không chợp mắt nếu không đi nhảy. Tôi đến ngồi bàn với nàng liên tiếp ba đêm, công tác phí hết đúng 2.000 bạc, không kể tiền mua thuốc lá Gravine từ ngoài mang đến. Lượm những mẩu tâm sự vụn mà nàng đã thổ lộ với tôi giữa hai bản nhạc hoặc trên sàn gỗ, dung hòa với những chuyện tôi được nghe người ta nói về nàng, thì nàng không còn là một sự bí mật quyến rũ tôi nữa. Nếu phải phân loại các vũ nữ Sài Gòn năm 1956 ra thành từng thành phần để tìm nguồn gốc của các nàng, thì tôi không hề ngần ngại gì mà không làm một bản thống kê rất khoa học như sau đây. Cứ trong 100 em thì có 70 em trước kia đã từng tốt nghiệp và xuất thân ở những trường chơi bời. Năm Giày Cải, Mary Hường, Mary Lê Panmier, vân vân. Đó là chưa kể những hạng kém hơn đã từng phiêu bạt trong những xóm bình khang, vườn lài, xóm giá hoặc những chốn yên, hoa tối tăm hơn nữa. 10 em trước kia là gái nhà tờ, tục là cô đầu ở Tân Định và Phú Nhuận. Bà quản tê ngõ Mông Xô cũ và ngõ Đội có vân vân. 10 em là người ngoại quốc Trung Hoa, xuất xứ rất mờ mịt, dân hướng cỏ qua làm ăn ở xứ Ô Nam Nhần, hay chỉ là em gái anh khách chú bán ruột trường cháo lòng heo ở đường Jacaro, nào ai biết được. Và chỉ chưa đầy 10 em trong số ngồi cùng của 100 em vũ nữ mới được kể là con gái nhà lành. Chẳng may sa ngã vì một lý do nào đó, đã từ cuộc đời con gái bước ngay vào cái đời gái nhảy, từ gia đình đặt chân vào xã hội ăn chơi, vào các nghề tương đối trong sạch nhất trong các nghề bẩn thỉu. Nàng vũ nữ trước ánh đèn vinh quang, có cặp mắt huyền đã làm tôi say mê trên đây. Không có cái đau khổ bị thuộc vào số 10 cô gái cuối cùng của bản thống kê. Lẽ tất nhiên là nàng không phải là người ngoại quốc, cũng chẳng phải là cô đầu rượu ngày xưa. Nàng thuộc vào cái thành phần đa số của dàn làng chơi xứ này trước kia. Nàng là gái kiếm tiền trong nhà mộ năm Rầy Cải. Cách đây không bấy lâu, chỉ vào khoảng năm 1950, cái thời có thể gọi là hoàng kim cận đại của dân chơi bời Sài Gòn, khi mà thuốc phiện được bán tự do trong các tiệm hút, khách khứa vô gia tấp nập như những công sở, khi mà quyền mại dâm chưa là một độc quyền của bọn Bình Xuyên, thì ở trong cái ngõ nhỏ đường Phan Thanh Giản, tên gọi là ngõ Rầy Cải, vì ngày xưa có nhiều vườn rau cải, có một căn nhà không lớn không nhỏ lắm. Đấy là nhà cô Năm, vì nổi tiếng nhất ngõ nên người ta kêu là Năm Rầy Cải cho đủ việc. Nàng vũ nữ của chúng ta lẽ tất nhiên là buồn chuyện chồng con. Con không có, chồng chưa bời hát hồi nên bỏ gia đình ở lại với chị Năm. Nàng kiều nhan sắc ấy xa chân vào cái chốn lầu xanh, chẳng bao lâu thì gặp một chàng tư hài ra tay cứu vớt khỏi vòng đầy đọa. Chàng mua một căn nhà giúp nàng về dinh, tiền thì chẳng thiếu gì, song chàng là một tay lính kín lai tây, lai ta, lai chả và. Để đến ba bốn thứ lai, trong người thêm cục xúc. Vũ phu chỉ quen đánh người ra tiền. Gã tuy lấy nàng xong vẫn coi nàng đúng với cái giá trị của một con đĩ dành riêng cho gã. Nàng thừa biết như vậy, nhưng vì không thương nhau
mà chỉ chung sống với nhau vì vấn đề tìm thỏa mãn cho xác thịt, nên nàng cũng chẳng cần gì, miễn là gã mang về cho nàng đủ tiền để nàng tiêu xài là đủ. Suốt ngày nàng mải miết trong những sòng bạc. Đôi khi chị Năm cần đến cho người gọi, thì nàng lại tạt về tổ cũ thăm chị Năm và giúp chị trong việc làm hài lòng một thân chủ. Cuộc đời cứ thế trôi mãi cho đến ngày gã xuya kia khám phá ra rằng nàng đã lén bán trọn cả cửa nhà gã mua sắm cho nàng và nàng đã tách đi mất. Gã ức lắm, tôi không gõ là gã ức đến bao nhiêu độ, xong chỉ biết là gã đã xách chó lửa đi tìm nàng, bắn nàng một phát vỡ đầu, xong gã quay súng tự tử. Nhưng mỉa mai thay, tử thần đã trả về cả hai mạng. Có thể là gã đã tử vờ nên gã không chết, nhưng còn phát súng tặng nàng thì chắc chắn phải là một món quà nhiệt tình. Chính nàng cũng còn ngạc nhiên khi bảo tôi: em không hiểu tại sao trời lại không cho em chết quách đi cho rảnh nợ. Vết đạn nó bắn em vẫn còn nguyên một cái sẹo dài dưới tóc đây này. Phải là bồ tèo lắm mới được nàng cho coi chiếc sẹo lịch sử ấy, một di tích của mối tình từ 6 năm về trước. Cho đến bây giờ, thời gian không rửa sạch được những vết nhơ xưa cũ của cuộc đời, nhưng cũng không làm cho nàng bẩn thỉu thêm bao nhiêu. Nhiều khi nhìn đôi mắt đẹp của nàng, tôi vẫn thường bâng khuâng tự hỏi rằng những đêm vinh quang của nàng còn có thể kéo dài được bao nhiêu lâu nữa, và cuộc đời của nàng đến nay sẽ ra sao nếu cách đây 6 năm nàng được gặp một người chồng tử tế. Mùa mưa đã trở về, lại đến những buổi chiều đất trời xanh xám, ảm đạm của mùa mưa miền Nam nước Việt. Nhiều người nghĩ rằng hễ trời mưa thì mát, song phần đông các cô vũ nữ thì nghĩ rằng trời mưa chỉ tổ bẩn dày, dơ gấu quần và vắng khách ít tích kê, vậy thôi. Những người ở Châu Thành mấy ai cần biết đến chuyện trời mưa trời nắng để cầy bừa, trách gì đến những kẻ chuyên môn ngủ ngày, nhảy đêm như những nàng vũ nữ. Riêng tôi cũng chẳng dám trách gì những kẻ quên chuyện nước non mà bên đường Trần Hưng Đạo còn nhảy bản Mambo. Song tôi cũng nghĩ rằng nếu cả đêm mưa to thì tôi sẽ ngồi viết được nhiều trang giấy một cách hài lòng. Buổi sáng sau đêm mưa sẽ lạnh và mát rời. Bọn trẻ nít thân chủ bên phòng bệnh của thầy Ba Trích khít bên vách ván sẽ xuống nhiệt độ và cho phép tôi dậy muộn. Giấc ngủ muộn của một nghệ sĩ nằm mơ màng vào một buổi sáng trời đang mùa thu, lại vừa mới trong đêm qua, lại mát mẻ, đó là phút sung sướng nhất của hắn vậy. Tôi sẽ viết câu trên trong một bài báo nào đó bình luận về chuyện ngủ, một cái khoái trong cái tứ khoái lành mạnh của con người. Tôi đang mơ một mùi hương thơm ngát lạ lùng bay trong không gian, một mùi hương mà căn thảo lư của tôi thường hiếm có. Rồi một bóng người nhẹ nhàng vén hai cái mùng ngồi xuống bên tôi. Nàng đến thăm tôi một sớm mưa. Tôi mở mắt nhìn nàng mà tưởng như vẫn còn mê ngủ. Tôi sửa soạn mơ nàng như Dương Quý Phi đến bên Long Sàng đánh thức Đường Minh Hoàng trong một buổi sớm hồng nơi Cô Tô Đài khi An Lộc Sơn chưa nổi loạn. Nhưng sự thật đã làm tôi tỉnh hẳn giấc mộng. Nàng ngồi đó với tấm áo màu vàng điểm hoa hồng lộng lẫy giữa hai lá màn màu cháo lòng, bên một đống chăn mền lù xù, trông như một nàng bướm bướm lộng lẫy đậu trên một chú sâu gióm đang ngay ngủ. Hai cánh mũi nàng tự nhiên hin hin lại. Tôi tự an ủi rằng mũi nàng hin như vậy chẳng phải là vì mùi mồ hôi dầu, cũng chẳng phải vì trăm thứ mùi rất nghệ sĩ trong rừng ngủ của một nhà nghệ sĩ, mà chỉ vì do chính là một điệu làn duyên của nàng. Người ta đôi khi thường nghĩ đến những lời rất thơ mộng, nhưng lại thở ra toàn những câu cục cằn. Đó là trường hợp của tôi khi tôi chào đón nàng bằng một câu: làm cái gì mà đến phá người ta sớm thế? Bà không biết đêm qua con thức đến 3 giờ sáng hay sao? Nàng lạnh lùng dỗi, với cái dỗi rất lành mạnh của một người con gái bị đời hắt hồi. Tôi biết thế, vì thế cánh mũi của nàng lại hin lên một độ cao nữa. Thì ông ngủ đi, có ai bắt ông dậy đâu. Hai lá màn lại buông xuống, phủ vội lấy cuộc đời đen tối của tôi. Tôi vội vàng bò dậy. Làm lành xong, nàng mới giải thích sự dậy sớm rất hiếm có của một cô vũ nữ bằng những câu kể lể. Đêm qua mưa quá, em nghỉ một tối ở nhà. Đi ngủ sớm cho khỏe. Con Thoa, con Phương, chúng nó cũng dắt nhau đi. Nhưng mới 11 giờ hai bà đã bỏ về rồi. Em biết là vắng khách mà, đi chỉ tốn tiền xe.
bảo chúng nó chẳng nghe. Hình như chúng nó có rendezvous mới với mấy thằng nào đi money về thì phải. Các mẹ ngóng chúng nó mang quà về cho, nhưng chúng nó cũng cho leo cây. Về bẩn mất bộ quần áo diện, chửi ầm cả lên. Anh có bận gì không? Đi Sài Gòn với em đi. Em bao anh chầu cà phê đấy. Lẽ tất nhiên là tôi không bận gì và vội vã chuẩn bị cuộc đi diễu ấy với một tấm lòng vui vẻ. Trong khi tôi đi rửa mặt đánh răng thì nàng chỉnh đốn lại trật tự trong thư phòng, vén mồm, gấp chăn, xếp lại chồng sách, đổ đĩa gà tàn thuốc lá. Căn phòng hẹp thoáng có bóng bàn tay người đàn bà đã sạch sẽ, quạnh quẽ hẳn lên. Tôi cảm thấy nàng có thể trở thành một người vợ hiền nếu nàng muốn. Duy có một điều tôi không được hài lòng mấy và đã tố cáo nàng là một cô vũ nữ hoang tàn là việc nàng đã tự nhiên tưởng nhầm chiếc áo thun của tôi đang mặc. Hãy còn sạch sẽ. Thế là ra một chiếc giày lau và tiện tay nhét ngay xuống gầm bàn. Những bộ đồ ngủ màu cà phê sữa xếp hàng nằm sóng sượt ven giường đã tố cáo với nàng sự sạch sẽ của chủ nhân. Nàng lại hin hai cánh mũi. Khiếp quá, ra đường thì bảnh bao lắm, về nhà chẳng khác gì cái ổ chuột. Để hôm nào rảnh, em phải phí công bỏ ra một buổi đến dọn dẹp tranh mới được. Tôi thấy nhiều người đàn ông nhiều khi chỉ lấy vợ vì thấy được chiều chuộng như thế này. Sắc bất ba đào dị nịch nhân là như vậy. Tôi vội vàng dập tắt ngay cái ngọn lửa bổn phận của một cô vợ hiền, yêu thương chồng, đang nhen nhóm trong lòng nàng. Thôi thôi, cô cứ mặc xác tôi. Để đấy, tôi bẩn cũng chưa chết ai cơ mà. Đến thăm nhau còn như thế này, không đủ giết nhau rồi hay sao? Mà còn định săn sóc nhau nữa. Nàng hiểu, đó không phải là một câu nói đùa. Ai đã từng yêu gái nhảy, hoặc nói rộng ra là gái chơi bời, chắc cũng dư hiểu nỗi khổ tâm khi phải đè nén những tình cảm thật của mình. Trong lớp vỏ, ngoài hờ hững, vì cứ đùa cợt kiểu già nhân ngãi như thế này, nàng sẽ còn gần tôi lâu. Còn nếu đưa nhau đến chỗ thương nhau thật tình, tất nhiên sẽ phải tính chuyện xây dựng và tương lai sẽ đi đến hai kết quả. Một, tôi sẽ lấy nàng làm vợ. Hai, tôi sẽ mất nàng. Và điều đặc biệt là cả hai, viễn cảnh đều đen sì và đen xịt như nhau. Buổi sáng mát trời, cuộc du hí khởi đầu vui vẻ. Tôi muốn đi ăn phở gà, sau dạp casino, nàng lại muốn đi ăn bún thang ở tiệm bà Ba Bùng. Tôi chiều ý, và thế là chúng tôi dựa nhau đến nơi tụ họp của các bà, các cô, người Bắc, hay đi tiệm ăn sáng ở Sài Gòn này. 9 giờ sáng, khách ăn điểm tâm, phần đông là các bà nội trợ và những kẻ đi làm không có giờ giấc bắt buộc như tôi. Vẫn còn ăn uống tấp nập trong những tiệm ăn quanh chợ Bến Thành. Bên cạnh bàn chúng tôi, ba bà khách đang vừa xì xoạt, đớp hít vừa đàm luận. Dạ, trong này không có nhiều ạ. Bẩm hai cụ, cua đồng hiếm lắm ạ. Dạ, miếng ớt cay quá giá. Dạ thưa hai cụ, trong này riêu cua toàn là cua bể cả đấy ạ. Không có cua đồng đâu ạ. Hủ tiêu cay, mắm tôm nồng, cả cuống thơm, từng ấy thứ áng chừng làm cho những thực khách trên đây tê lưỡi, cho nên người ta cứ nghe loáng thoáng như các cụ phát âm tiếng cua đồng, như tiếng cô đầu. Óc châm biếm của tôi vớ ngay được một cơ hội làm ăn hiếm có. Tôi thấy tôi cần phải đưa vội vào một chuyện khôi hài. Thưa cụ, cháu tưởng ở trong này cũng có cô đầu đấy chứ ạ? Cháu nghe nói cô đầu ở trên Phú Nhuận. Thính giả nhiều người ngừng nhai, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi tưởng tôi là một cây có duyên và dại dột. Tôi lại to tiếng hỏi nàng thêm một câu. Có phải không hả em? Nàng cánh mũi hin lại, mặt xịu xuống. Nàng lạnh lùng không cười, không trả lời lấy nửa tiếng cho đến lúc nàng ra khỏi cái cửa tiệm đầy khói với các dáng điệu quý phái của một bà công chúa khi bước lên đoạn đầu đài. Ồ hay, lắm chuyện thật. Đùa một tí không được à? Mà anh có bảo em là cô đầu đâu cơ chứ? Nàng xỉ vả. Sao lại không? Anh thấy người ta nhìn em ra sao không? Nếu em không phải người chơi bời, làm sao em lại biết trên Phú Nhuận có cô đầu? Anh không mắc cỡ khi thấy người ta khinh em là gái chơi bời à? Em thì em nhục lắm. Các cô gái sang hồ vẫn thường có cái lối tự sỉ nhục như thế, để trách móc những kẻ, để lộ nghề nghiệp của họ ra mà không lợi ích gì. Ngoài tiệm nhảy, ngoài nhà chứa, họ vẫn muốn được là một người đàn bà đứng đắn, hiền thục.
qua mấy tiệm trà bán vài đường Bona, thấy nàng có những phút xuất thần trước một cây hàng ni lông mới qua. Màu xanh nhạt, đã đẹp, lại điểm hoa nâu thật là nổi. Nàng tỏ vẻ miễn cưỡng mãi khi tôi ép nàng mua, và ngần ngừ mãi mới quyết định lấy. Sau đó nàng bèn trở lại vui vẻ, vì câu chuyện vớ vẩn trong nhà bà ba đã chìm trong dĩ vãng. Nhìn bàn tay chuối mắn đen chủi chủi của anh Bảy xua tám con voi của tôi vào trong ngăn tủ, tôi chợt bồi hồi, động lòng hiếu tử. Tôi nghĩ thương bà mẹ, tội nghiệp bà chỉ muốn có mỗi một cái áo bông ép giá cả cộng độ 500 bạc thôi, mà tôi chẳng có lúc nào lọi được đồng tiền ra hết cả. Chúng tôi dắt nhau bước trên những nhịp cầu chỉ dẫn vào sóng lao động mênh mông của bến tắm ngựa trên bờ sông. Chúng hai đứa ôm đồm dắt díu nhau, âu yếm như một cặp vợ chồng mới cưới về nhị hỉ. Trời bắt đầu nắng gắt, mới có 11 giờ mà mùi xình lầy rác rưởi đã xông lên nặng cả không khí. Trong một căn nhà sàn trồi ra xa mặt sông, chân cột đã nhiều cái siêu vẹo, những tấm ván nhà ọp ẹp, cựa mình rên rỉ dưới sức nặng của hai đứa chúng tôi, làm cả căn nhà đều rung chuyển. Một đôi mắt đen, trong lòng một cái võng đang kéo kẹt đu đưa, mở rộng nhìn chúng tôi. Đó là đôi mắt đứa con trai đầu lòng của nàng. Nàng bỏ nó ở đây cho một người quen nuôi. Tội nghiệp thằng bé, trông nó cũng kháu khỉnh. Chẳng biết bậc đàn anh nào đã sáng tác ra nó. Xong có đôi mắt và cái miệng thì nó giống mẹ như đúc. Nó chừng 6-7 tháng trở lại, gầy gò, xanh xao, vàng vọt, âu sầu. Thật đúng là một thằng bé không cha lại được mẹ gửi nuôi vú. Miệng thằng bé ngậm vào cái nút vú cao su dơ giấy, đến có cả ruồi bô quanh, và nằm trên một cái lót khai sặc sụa mùi nước đái. Tôi bế thằng bé lên, nựng nỉu nó trước đôi mắt sung sướng của nàng. Nhưng có lẽ thằng bé yên trí rằng tôi là bố, khốn nạn đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con nó, bèn trả thù tôi bằng cách tưới cho tôi một bãi ướt hết cả áo. Cả nhà xung quanh tôi cười nói vang dân. Một cụ bà móm mém từ nhà bên cạnh sang chơi. Yên trí tôi là bố thằng bé, bèn nựng nó. À, âu, thằng cu xấu quá, thằng cu đái ướt hết cả bố rồi. Một người bố trẻ tuổi bế con, có thể coi sự con đái ra lòng là một đặc ân. Song trong trường hợp là nạn nhân của tôi, thì tôi chỉ có thể cười gượng. Thế rồi cụ móm láng giềng còn tiến triển cái sự ngộ nhận đến mức, coi cái mũi nó kìa, giống mũi thầy hai quá xa ha, thiệt là trộn cũng không lẫn. Thằng bé thiếu sự che chở vỗ về của người bố, lại thiếu cả tình thương nâng niu của người mẹ, nên trông nó ngẩn ngang ngẩn ngơ, kém nhiều vẻ nhanh nhẹn. Tôi thầm nghĩ, không hiểu nó đã tội tình gì mà mới sinh ra đã rớt ngay vào một cái cửa đơn bạc như thế này. Mai sau khôn lớn, những tương lai của đất nước này sẽ làm ăn gì? Chắc khó mà thành nên người đàng hoàng. Nhưng trong khi chờ đợi đủ tuổi để có thể đi lêu lồng trong lối xóm, đánh bi, đánh đáo, đánh lộn và chửi lộn với bọn trẻ con khác, nó vẫn còn nở được nụ cười hồn nhiên khi nghe tiếng mẹ nựng và khua tay, đập chân lung tung tỏ vẻ khoáng chí. Sau đó nàng qua ngồi bên trước rừng ọp ẹp gần đấy, tính chuyện tiền nong với người vú sữa. Sữa phải mua đem đến, quần áo thiếu giặt rồi, trời mưa phơi không kịp cô, tiền lương, vân vân. Nàng mở trước sắc tay tối tân làm bằng những mảnh tre ngà ghép lại, chắc là do một kép nào đi Hồng Kông, Nhật Bản mua về cho. Móc ra một tập giấy bạc, đếm 2000 đưa cho dì vú. Mắt người đàn bà chợt sáng lên, bà ta nhét bộ nắm tiền vào túi, rồi bắt đầu ngồi vui vẻ, kể lại những thủ đoạn mà thằng bé đã biết làm. Rồi sau những lời kể bệnh của dì vú, nàng lấy một tờ giấy nhỏ, tới biên một lô tên những thứ thuốc cần phải mua cho thằng bé. Nào là siro manicao, chữa bệnh trẻ con táo bón, thuốc ho phenagan đặc biệt cho trẻ con, dăm gói pacamin phòng khi nó lên cơn ban bất tử, đến một lọ dầu khuynh diệp để xoa ngực nó trong những đêm mưa lạnh, một hộp phấn rắc boro titans, một gói bông gòn. Tôi đã yên trí rằng tất cả những thứ ấy tôi sẽ có cái hân hạnh được bàn giao ngay đi mua. Nhưng may sao nàng lại cầm lấy cất ngay vào sắc. Tôi hiểu rằng nếu không quên khuấy đi mất thì thằng bé cũng phải đợi đến kỳ mẹ nó lĩnh tiền, đổi tích kê tuần sau mới có thuốc mà dùng. Thằng bé bú no đã nằm thiêu thiêu ngủ khi mẹ nó ra về.
Dì Vũ ngăn không cho nàng hôn con, sợ nó tỉnh giấc ngủ lại quấy. Nó tuy ốm cả tong cả teo, thế mà chẳng có cái mã gì hết cả, nhưng được cái bản gắt thì hách vô cùng. Chúng tôi dắt nhau trở ra, môi sinh lây rắc rưởi, phân trẻ con, cặn bã thức ăn, đang mạnh mẽ bốc lên giữa buổi trưa oi nóng. Tuy khó chịu là thế, nhưng vẫn còn dễ thở hơn là khi ngồi trong căn nhà. Cũng đủ từng ấy thứ mùi, mà còn thêm một cái mái ngói sùm sụp ở trên. Nàng vén áo cẩn thận, đặt những gót sen trên con đường lầy lội, tỏ vẻ rất ngại dẫm phải những đống của thừa nằm đầy bên đường. Nhưng tuy bận bịu như vậy, song nàng vẫn còn cố cay đắng được một câu: sống như thế này, không ho lao thì phổi cũng héo lại như tàu lá chuối bị lửa táp ấy chứ, mạnh khỏe thế nào được. Nói đến lửa, có lẽ nàng lại liên tưởng đến cái xóm Sampa này. Năm xưa đã bị lửa thiêu một lần quá xá. Người ta đồn rằng những vụ cháy lịch sử trong năm đó chính là do cố thủ tướng Tâm cho người đốt để mù vợ bán được hàng triệu tấn tôn nhập cảng từ đâu vào không ai biết. Khốn nạn thay cho những vong hồn đã thác oan trong biển lửa, nàng lo lắng tiếp. Mà nói dại chứ, nếu có cháy đến như thế nữa thì thằng con em chết trước tiên, ai người ta lo mà chạy cho nó nhỉ? Tôi bèn tỏ vẻ ân cần cho cuộc đời của con nàng. Thế sao em không chịu khó đưa nó về nhà với em? Anh thấy em ở cái chỗ đấy vẫn còn rộng cơ mà. Nàng lại hin đôi cánh mũi tỏ vẻ đau khổ. Em đã thử mấy ngày rồi, nó cứ ra giả khóc đêm khóc ngày, em không lúc nào ngủ được cả. Em lại đánh nó, tội nghiệp. Người phụ nữ không thể nuôi được cả chính con mình, dứt ruột đẻ ra chỉ vì một lẽ dễ hiểu là nó khóc ngủ không được. Giấc ngủ của một con nhà nhảy nhót là quý nhất, mà lại có một thằng lõi dì già đọc văn tế bố ở trên lỗ tai thì thương thế nào được. Đấy là nguyên văn câu nói của nàng. Nhưng mỉa mai thay, khi người ta thấy rằng chính những cô vũ nữ lại là những người mắn đẻ nhất trong những người đàn bà có thể chừa đẻ được, nếu họ không chịu khó nhờ đến những phương tiện khoa học tối tân để làm cho mất cái bổn phận thiêng liêng mà trời đã dành riêng cho người đàn bà. Nếu chẳng thạo tiếng Việt Nam thì tôi chắc rằng cuộc gặp gỡ giữa tôi và nàng đêm nay chỉ vỏn vẹn thu lại có vài bản nhạc nhảy trên sàn gỗ và hai chiếc tích kê tôi trao lại cho nàng. Bởi vì cái vốn tiếng Tây tiếng Tàu của tôi thật quả là không lấy gì làm uyên bác cho lắm. Một người chỉ biết có mấy câu: rách cô phế nại, thím sực rách cô mì, xịt sủi. Cùng lắm là đến câu ngộ ối nhị thì làm sao có thể tâm sự cùng một người bạn gái Trung Hoa đã trong một chiều mưa xuân rơi ướt màu hoa áo lụa Tô Châu, lưu lạc từ hướng Hồng Kông qua dải đất hình chữ S. Nàng chạc 25-26 tuổi, hoặc có thể là 31-32 không chừng. Đó không phải là lỗi tại tôi, dưới ánh đèn mờ ảo làm tôi không nhận rõ được tuổi nàng, mà nhận làm sao được tuổi tác trên khuôn mặt người con gái giang hồ. Khi khuôn mặt ấy nằm dưới một lầu son, phấn, mắc phắc to, tô điểm không đẹp và quyến rũ như một cô đào hát bóng Hollywood trong bộ phim màu ca vũ Technicolor Cinemascope. Nếu số mệnh không dẫn dắt nàng trở thành một cô vũ nữ của Sài Gòn, thì có thể cái nhan sắc của nàng đây phải là cái nhan sắc đổ nước nghiêng thành của một cô đào hát bóng. Tôi đã gặp nữ minh tinh màn bạc Đông Nam Á Lý Lệ Hoa xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong một đêm không mưa. Đêm ấy, nữ tài tử Hò Lý bận một chiếc áo Trung Hoa bằng vải trắng nền satin xanh, trên ngực dắt mấy bông hoa đỏ chói. Thấy nàng bằng xương bằng thịt, người ta không bị thất vọng lắm. Nhưng tuy vậy, cái cảm giác trìu mến của tôi khi gặp Lý Lệ Hoa đêm ấy cũng chưa thể mạnh bằng đêm nay khi tôi gặp Alin. Nếu Alin đừng biết nói tiếng Việt Nam thì chắc nàng đã giúp cho tôi được một cơ hội đi học tiếng Quảng Đông và nói được tiếng Quảng rồi. Từng ấy thứ cố gắng để học ngôn ngữ ấy của tôi chẳng có mục đích để giao thiệp với các chú, mà chỉ cốt là để tâm sự với nàng. Bởi vậy, tôi giật mình ngạc nhiên khi nghe tiếng Alin chào tôi bằng cái giọng không được thanh lịch mấy của cô gái Tàu, pha tiếng nói của miền Đông chua, nước mặn Hải Phòng. Và các bạn hẳn cũng đoán trước được câu hỏi đầu tiên của tôi là: em qua đây từ bao giờ, em? Nàng đáp: 12-13 năm rồi đấy. Em đến Hải Phòng từ năm 43. Anh có ở Hải Phòng không? Nụ cười kiểu khách giang hồ không đâu là không biết của tôi chắc chẳng gợi cho nàng được một chút hương vị gì của bún sáo kho, song cũng đủ điện lực
làm tan cái màn xa cách giá băng vẫn thường bao phủ những kẻ lần đầu gặp nhau, dù rằng gặp nhau trong một tiệm nhảy. How do you do? Why how around you? Hello? Người ta bắt tay Alin một cách sứt cây nhà lá vườn, và niềm nở bắt tay tôi như bắt tay một người bạn rất thân. Tôi vội nở một nụ cười thật tươi với cái hy vọng mong manh rằng những kẻ ngồi bàn quanh đấy sẽ tưởng nhầm tôi quả thật là một tay bồ bịch với những người bạn dân chủ này. Còn Alin thì soang lê như một professor Sipixen English lesson courses. Mặc dù đã gắng phớt là ăn lê, con mắt tôi vẫn tự ý nhìn Alin một cách thán phục. Tôi hiểu rằng trong giới yên hoa vẫn thường có đủ mọi hạng người, và những kỳ nữ nha Alin đây, người thông thạo 4 thứ tiếng, tưởng có thể đi làm nữ thông dịch viên ở Liên Hợp Quốc, đã cứu vãn lại danh dự cho nàng. Taxigok vẫn thường mang tiếng là có nhiều em xuất thân từ làng Marisin. Với tấm nhan sắc ấy và cái tài nói được 4 thứ tiếng Tàu, Việt, Pháp, Anh của Alin, tôi không lấy làm lạ mấy khi thấy nàng là một vũ nữ vô địch về khoa đắt khách ở Đại Kim Đô, nghĩa là một người chiếm kỷ lục về số tích kê thâu được mỗi đêm với khách. Đêm ấy tôi nhất định ngồi cùng để đợi nàng về, bắt buộc phải để nàng đi ngồi bàn với khách khác. Tôi ngồi một mình và ngáp lên ngáp xuống bên cạnh ly Marie Bizas, còn phải để dành chưa dám uống cạn. Tiếng nhạc rộn rã, ánh sáng lờ mờ và khói thuốc lá mù mịt đã làm cho bộ thần kinh của tôi mệt mỏi rã rời. Có lẽ vì cảm động cái sự tận tụy ấy, nên nàng đã nhận lời để tôi được quyền ưu tiên đưa nàng về nhà. Vào khoảng gần 2 giờ sáng, đêm lại lất vắt mưa, bầu không khí dịu mát của đêm khuya làm tôi tỉnh lại. Mấy anh chạy xe hơi khuya rước mối trước của Đăng Sinh nhìn tôi dắt chiếc xe Vespa ra ngõ với những cặp mắt không lấy gì làm thiện cảm cho lắm. Nhưng rồi tôi thấy họ cũng nguôi giận ngay, có khi còn thương hại tôi nữa là khác. Vì nếu không có tôi, các anh cũng chẳng bắt được mối khách này. Bên lề đường, một chiếc Ambel cũng đang chờ đợi để đưa nàng về. Alin khoác chiếc khăn san lên mái tóc, chiếc khăn rộng choàng xuống cả đôi vai. Tay nàng cầm một chiếc sóc bằng ni lông trắng, bên trong có in vài chục thứ cờ của vài chục nước. Trông nàng đến tôi cũng phải yên trí rằng đó là bà vợ của một thương gia triệu phú người Trung Hoa đi nghe nhạc về, chứ không thể nào là một cô gái nhảy. Nàng từ chối lời của chủ nhân chiếc Bel Air, lẽ cố nhiên là không đến nổi. Nào lạnh lùng lắm, và cũng không quên an ủi gã bằng một lời hò hẹn. Rồi nàng ghé tấm thân ngà ngọc lên sau tôi, mùi hương trên mái tóc của nàng tỏa bay trong sương đêm, còn làm cho tôi ngây ngất hơn cả khi nhảy với nàng trên sàn gỗ. Quê mẹ em ở một vườn lê Tô Châu, miền đồng quê có những trang trại xanh lơ, nằm trên những dòng sông trong mát, thơ mộng lắm. Song em chẳng được về ở đấy bao giờ. Mẹ em lấy chồng và về nhà chồng ở hướng cảng. Anh còn lạ gì cái phong tục cả bán con cái của ông cha chúng ta, nhất là trong những gia đình nghèo. Mẹ em không được đi lấy chồng, nó là bị bán về làm nàng hầu cho một ông chồng già hướng cảng thì đúng hơn. Em là đứa con độc nhất của mẹ, nhưng ở trong cái gia đình tư bản ấy thì địa vị của em và mẹ em chỉ hơn địa vị của hai mẹ con một người đi ở mướn đôi chút. Cha em giàu lắm, ông chỉ có một xưởng làm bát đĩa, một xưởng làm xà bông. Anh không thể tưởng tượng được rằng ông ấy giàu đến bậc nào đâu, nghĩa là một danh gia trong giới thương mại, kỹ nghệ ở Hồng Kông đấy. Alin đã tâm sự với tôi về cuộc đời của nàng trong cái đêm mưa buồn đấy, khi hai đứa nằm lắng tiếng mưa rơi trên mái. Những âm thanh vang, gọn, rộn rã như trăm tiếng đàn. Tôi biết nàng đã say lắm rồi, đôi mắt đẹp của nàng đã mờ đi, đã lạc tinh thần, trông lại càng ma quái và man dã qua ánh đèn đầu lạc. Đốt ngứa đi em, môi chưa cháy lửa, hồn chưa tan và chưa tàn nhịp thở. Nàng khẽ ngâm hai câu thơ, nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười chẳng ra buồn bã, cũng chẳng ra vui. Tôi hỏi nàng, nhà giàu thế, sao em không ở lại Hồng Kông, em qua đây làm cái gì? Em đi theo chồng, cũng như tất cả những người con gái khác. Khi đi theo chồng, rồi em bỏ chồng, đi chơi bời, để đêm nay về nằm đây kể chuyện đời cho anh nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện có tựa đề Vũ Nữ Sài Gòn, một bộ truyện rất là hay.
thuộc về nhóm phóng sự điều tra về các cô gái nhảy của Sài Gòn vào thuộc thế kỷ thứ 20. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với tập 2 của Vũ Nữ Sài Gòn vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Quý vị nhớ bấm like, follow, đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.